Dạ, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay Diệp đang có mặt trên khu vực quốc lộ 51. Địa phận vừa qua khu vực ở cái cầu Cổ Mai. Hướng này là hướng đi vào trung tâm thành phố biển Vũng Tàu quý vị. Thì bây giờ Diệp sẽ đi cái cung đường này. Mời quý vị các bạn ta cũng có thể là xem. Đây vì cung đường này nếu mà ta đi từ Bà Rịa đi xuống qua khu vực cầu Cổ Mai thì vị sẽ đi ngang cái quốc lộ này, và cái cung đường này là đi một đoạn nữa tới là khu vực ở Hẹo Ông Từ quý vị. Thì khu vực cái ngã ba Hẹo Ông Từ này á là chúng ta có mấy hướng, hai hướng để chúng ta vào trung tâm thành phố Vũng Tàu để ta tham quan, là hướng đường 30 tháng 4 và cái hướng tiếp theo là hướng đi năm lộ 51B và lộ 51C. Thì ba cái đường này là quốc lộ 51, mà khi vào trung tâm thành phố Vũng Tàu nó có những cái tên khác nhau, ví dụ đường 4 tháng 4 nè, đó là quốc lộ cũ, bây giờ là đường 4 tháng 4, 51 cũ xưa, bây giờ là cái 51C là tên là đường 3 tháng 2 trong thành phố, cái đường 51B là đường 2 tháng 9. Thì tên gọi như vậy, mà cái cách chung quý vị là vào thành phố ta vẫn có ba cái hướng đi như vậy. Thì bây giờ Diệp sẽ đi ngang cái khu vực Hẹo Ông Từ để vị chúng ta đến Vũng Tàu, chúng ta có thể biết cái đường ta đi vào thành phố để đỡ mất thời gian. Các quý vị có thể xem bản đồ, và đôi khi xem bản đồ thì chúng ta lại không thấy hết cái khung cảnh bên ngoài như thế nào. Đây vì thì đường này Diệp sẽ đi đến một Hẹo Ông Từ này, có cái hướng xe đường trang chạy lên. Và phía trước đây để các bạn km nè, quốc lộ 51 km 76, Vũng Tàu 11 km. Thường là chúng ta sẽ tính cái điểm từ tỉnh này ở tỉnh kia theo cái cung đường á, thì ta sẽ đo theo cái bưu điện thành phố đó, lấy làm vị trí trung tâm để đến cái thành phố khác. Ở đây còn 11 km nữa là vào trung tâm thành phố, là đi vào đến trung tâm ở chỗ bưu điện thành phố Vũng Tàu vậy. Rồi bây giờ em sẽ đi ngang cái ngã ba phía trước ra vì có các bạn chỉ dẫn. Chỉ dẫn ghi là rẽ phải là đi vào trung tâm đăng kiểm và cảng dầu khí, đi thẳng là và đi về sau, tức là bên phải là cảng dầu khí, rất là nhiều cảng dầu khí quý vị, như cảng BTC, cảng Vietso Petro, hay là những cái cảng của bên Nasos, hay là chúng đó nhiều cái cảng nhỏ nữa, và những cảng lớn thôi. Quay về rẽ phải là Hẹo Ông Từ này, đây rẽ phải. Bản này bên tay phải là cái đường này là đó là cấm cấm theo giờ nha, 6 giờ đến 8 giờ sáng là sẽ cấm xe lớn các vị, xe tải á, trên 3 tấn rưỡi, gần như là cái đường nó cấm xe tải vào buổi sáng và từ 4 giờ chiều, đó là những cái giờ cao điểm các vị, đến 8 giờ tối. Đây của Hẹo Ông Từ. Con này giờ thành cái ngã tư rồi vì rẽ bên tay trái là cái hướng này ta đi về cái cầu Cửa Lắp, đi về xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Vũng Tàu. Đây rẽ phải đường 4 tháng 4 nữa vì rẽ phải đường 4 tháng 4, rẽ trái số xéo hôm nay là chúng ta đi về hướng Phước Tỉnh, em sẽ đi thẳng quốc lộ 51 rồi luôn. Thì tới phía trước, tới cái vòng xoay Cửa Lắp sẽ chia ra quốc lộ 51B và 51C. Đây vì đây, cái đường này là xe máy đi. Hôm nay thời tiết Vũng Tàu cũng khá là đẹp. Hôm nay sẽ đi ngày 13 tháng 10 năm 2017 quý vị. Buổi sáng thì có chuyện tí mưa vào ban đêm. Mưa vào buổi sáng nay thì bây giờ khoảng 9 giờ sáng hơn.
nên là rất là thoáng mát thôi. Ở Việt Nam thì đi xe máy rất là nhiều, và các phương tiện đi xe máy thì tùy người, có người thích có người không thích. Người thích vô ô tô thì đi xe máy rất là tiện, đặc biệt là những cung đường bé. Mà đi đường dài thì ô tô là còn giải pháp tốt, mà đi quốc tế thì tùy theo ta cái mục đích, là đi máy bay. Thay vì thì Jim đi xe máy ngay cung phía trước đây nè, là cái vòng xoay cửa lắp quý vị. Cái vòng xoay này có người thì gọi là vòng xoay Phước Tỉnh, có người gọi là vòng xoay cửa lắp. Tại vì cái vòng xoay này rẽ trái là sẽ đi về Phước Tỉnh, đi ngay cầu cửa lắp. Đây đường Jim đang đi là đường 51 B nè, sau đó 51 nè. Đó, cái vòng xoay này sẽ rẽ, có nhiều hướng rẽ. Thì hôm nay Jim sẽ đi cái theo cái quốc lộ 51 B. Tại quốc lộ 51 C là bị đi Phú An từ xưa tới giờ rồi. Đa phần là từ đây nè, tới cái vòng xoay này chúng ta sẽ đi thẳng. Đi thẳng hướng bên tay trái á. Tức là đi thẳng là ôm bên trái đi thẳng luôn. Là đi ra các bãi sau. Thì đó là cái cung rất quen thuộc rồi, gần như là bao nhiêu năm nay ta đi đường đó rồi. Rất nhiều năm nay rồi. Đây quý vị, cái vòng xoay nè. Đây vòng xoay thì em gọi là vòng xoay cửa lắp hay là vòng xoay Phước Tỉnh. Tại vì ôm vòng xoay này vào trái là đi về Phước Tỉnh. Tại vì cái đường bên tay phải này, quý vị, cái đường này có nhiều vị là chưa có đi. Hôm nay thì lần đầu tiên, có thể vị ta ở các tỉnh khác hoặc là không sống Vũng Tàu thì đến đây xong quý vị ta đi không đi đường này, vì sợ cái đường này nó đi vào trung tâm thành phố hay là nó không tiện đường. Thứ vị là đường này cũng rất rộng rãi, vì giống như 51C thôi, này là 51B. Đó, phía trên có mấy bài đường thang bay tạch cả. Bay để vận chuyển người lao động ra các nhà khoan dầu khí. Thì cái đường này là đường 51B. Đường này cũng đi thẳng vào trung tâm thành phố Vũng Tàu luôn quý vị, mà để sẽ đi ngay cái đường Bình Giã và cái đường Nguyễn An Ninh. Đường này lý do là nhiều vì các tỉnh khác hoặc là còn sống Vũng Tàu á, vì sống nước ngoài thì về đây thấy cái đường này nó lạ, không biết đi có được hay không. Đó, vì đường này đi rất là thoải mái và đi thẳng rất là tiện luôn, vào ngay trung tâm thành phố. 51C thì nếu mà chỗ cái vòng xoay lúc nãy á, thì đi thẳng qua là đi thẳng tới khu vực bãi sau tắm biển, đường này vào trung tâm thành phố. Cùng với lại đường 34 là ba con đường là đưa chúng ta vào trung tâm thành phố Vũng Tàu. Và đường này thì liên Mỹ trong tương lai các công trình kiến trúc cũng sẽ mọc lên nhiều thôi, vì đường này mới hoàn thiện một hai năm trở lại đây thì cái cư dân chưa nhiều lắm. À đây vị, đây đi một đoạn nữa là mình sẽ đi ngang cái khu vực ở cái siêu thị trước đây tên là Metro. Bây giờ là một công ty khác mua lại đổi cái tên rồi. Giờ nó đặt là gì là MM Market hay là Market gì đấy. Trước đây tên là Metro. Đi ngang cái ngã tư này là từ Đô Lương quý vị.
Dạ, đây mình đi thẳng hoài là qua đi ngang bên ra cái siêu thị đó. Và đi ngang đi hoài là sẽ đến đường ngã tư huyện Ninh, cái đường Thống Nhất mới hay là tên mình giả cũ về gần khu vực đó luôn, là ngay cái vòng xoay Dầu Tí á. Bên tay trái là cái Mega Market, là MM là Mega Market. Dạ, cảm ơn quý vị là nhiều đã cùng Jim tham quan tuyến đường Vũng Tàu từ khu vực ở Gà Mèo từ vào đường 51B đến Mega Market. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị là nhiều.